Sắp đến Tết rồi, câu chuyện đấy là chúng ta ăn Tết hay Tết ăn chúng ta lại là một cái câu chuyện mãi mãi sẽ có những cái hồi tranh cãi. Với là một người phụ nữ hiện đại thì bác sĩ Hoa thấy như thế này. Chúng ta đến hiện tại bây giờ năm nay là 32 tuổi rồi, bác sĩ Hoa vẫn rất 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 là thích Tết, và cái cảm giác mà gắn kết rồi đoàn viên là cái không thể nào có thể thay đổi được đối với một người mà rất yêu gia đình giống như bác sĩ Hoa, và đối với tất cả mọi người, với văn hóa của người Việt Nam của chúng ta đấy là hướng về gia đình. Chúng ta luôn luôn mong muốn là có một cái Tết đoàn viên, nhưng hình như vẫn có một cái sức mạnh nào đấy vô hình làm cho chúng ta sợ Tết, đặc biệt là cái những cái vấn đề về lễ giáo, về cái lễ nghi của ngày Tết, và quan trọng nhất là cái bữa cơm, những cái bữa cơm mà để cúng trong những ngày Tết. Và bác sĩ Hoa thấy nó, thứ nhất nhá, ngày Tết nhà nào bây giờ cũng sẽ có quá là nhiều đồ ăn rồi, chúng ta ăn thừa rất là nhiều rồi, và cũng không cần phải đến đến Tết chúng ta mới ăn ngon nữa. Thứ hai nữa là cái ngày Tết đấy là ngày mà chúng ta sẽ phải ngồi lại với nhau trò chuyện, chúng ta vui vẻ, chúng ta đầm ấm, chúng ta đến với cái thế giới này để có thể chúng ta sẽ có được yêu thương, trao cho nhau yêu thương nhiều hơn, hay là gắn kết với nhau nhiều hơn. Nhưng tự nhiên cả một năm đi làm xa, cả một năm chúng ta bận bịu với công việc rồi, đợi đến mới ngày Tết để có thể đoàn viên với nhau thì bắt đầu tất cả 1, 2, 3 nhào vô vào bếp, người thì làm cái này, người thì làm cái kia, chúng ta rất là mệt mỏi. Sau khi mà làm như thế xong rồi thì chúng ta, mà đâu có phải làm một lần đâu, mọi người tưởng tượng nhé, cứ nếu theo đúng cái truyền thống của ngày xưa là chúng ta sẽ phải có cúng tất niên này, chúng ta cúng giao thừa này, cúng mùng 1, mùng 2, mùng 3, sau đấy rồi lại hóa vàng. Thì suốt ngày chỉ thấy, nhất là khi mà đã có những cái cô con dâu mà lại là dâu trưởng chẳng hạn ấy, thì suốt ngày chỉ thấy các chị đấy ở trong bếp thôi. Ok, bác sĩ Hoa đồng ý là phụ nữ của chúng ta sẽ phải yêu bếp, nên yêu bếp, bởi vì cái đấy là cái chúng ta thể hiện cái tình cảm đối với gia đình, mà không có gì có thể làm tốt hơn được nữa. Nhưng chúng ta yêu bếp khi mà nó không phải là nghĩa vụ, nhưng nghĩa là lúc nào chúng ta thích thì chúng ta sẽ vào bếp và nấu cho gia đình chúng ta một bữa ăn ngon. Nhưng còn đến cái ngày Tết đấy nó là nghĩa vụ, là lúc nào cũng phải ở trong bếp, thì vô tình nó thành áp lực và nó không còn là cái sự yêu thích của các chị em phụ nữ rồi. Mà cứ cái mâm cỗ, mọi người để ý xong nhá, chúng ta nấu ra chúng ta đâu có ăn hết đâu. Nấu một ngày đủ phải, nếu mà có những cái nhà còn phải cúng sáng và cúng chiều rồi cúng ba bữa như thế, thì vô tình rõ ràng là đấy là Tết đang ăn chúng ta mà, chứ đâu có phải là chúng ta đang ăn Tết nữa không. Bây giờ mọi thứ chúng ta sẽ làm đơn giản hóa đi. Ông bà tổ tiên của chúng ta cũng không cần cái mâm cao cỗ đầy đấy để mới phù hộ cho mọi người đâu. Hoặc là ông bà chúng ta, thật ra thì nếu như ai thật sự mà có cái quan điểm chúng ta là người Việt Nam mà chúng ta sẽ mong muốn là ông bà của chúng ta sẽ được siêu thoát về một nơi nào đấy, mà siêu thoát rồi thì không cần cái mâm cao cỗ đầy đấy đâu, và cũng không cần phải có cái gà vịt lợn gà quá nhiều đấy đâu. Ok, là chúng ta sẽ vẫn có cái mâm mâm cơm nhỏ nhỏ để chúng ta tỏ lòng thành kính, chỉ cần có sự thành kính ở trong đấy thôi. Còn lại á, chúng ta cứ nấu những gì mà chúng ta thích, chúng ta nấu vừa đủ ăn, và còn cái mâm cúng ấy chúng ta sẽ làm cực kỳ đơn giản, và trong đấy có cái sự thành kính là được rồi. Đấy là quan điểm cá nhân của bác sĩ Hoa. Hy vọng là Tết này đối với tất cả mọi người chỉ sẽ là đón được một cái Tết vui vẻ, chúng ta không có quá nhiều áp lực. Bây giờ cái gì mà tạo ra cho chúng ta áp lực và làm cho cuộc sống của chúng ta không hạnh phúc ấy, thì chúng ta dần dần chúng ta có thể đào thải bớt nó đi, và chúng ta hướng tới những cái gì nó nhẹ nhàng hơn để cho cuộc sống nó dễ dàng hơn. Chứ tội gì mà cứ phải lễ giáo lễ nghi rồi tất cả mọi người đều không dễ chịu, đều khó chịu, và cái Tết nó bớt vui đi thì chẳng tội gì chúng ta phải làm như thế cả.